Thưa quý vị, trong chuyên đề tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, chúng tôi xin giới thiệu tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Trà Vinh thuộc đơn vị bầu cử số 2. Họ và tên thường dùng: Bế Trung Anh. Họ và tên khai sinh: Bế Trung Anh. Ngày tháng năm sinh: 25 tháng 10 năm 1966. Giới tính: Nam. Quốc tịch: Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. Nơi đăng ký khai sinh, Nhị Thanh, thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Quê quán, phố Dường Cam, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Nơi đăng ký thường trú, số 690 Đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Nơi ở hiện nay, phòng B52-11, tòa nhà Thăng Long, number 1, số 1, đại lộ Thăng Long, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội số chứng minh nhân dân, hộ chiếu, căn cước công dân 02 00 00 0082. Ngày cấp 28 tháng 5 năm 2020, cơ quan cấp Cục Cảnh sát đăng ký quản lý và dữ liệu quốc gia về cư trú, dân tộc Tây, tôn giáo không, trình độ giáo dục phổ thông 10 trên 10 phổ thông, chuyên môn kịp vụ, cử nhân toán, cử nhân xã hội học, học vị, tiến sĩ xã hội học, thạc sĩ toán, thạc sĩ xã hội học, học hàm, phó giáo sư xã hội học lý luận chính trị cao cấp, ngoại ngữ, anh văn trình độ C, nghề nghiệp hiện nay giảng viên cao cấp, lãnh đạo quản lý, chức vụ trong cơ quan tổ chức đơn vị công tác, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng học viện dân tộc, nơi công tác, học viện dân tộc, quỹ ban dân tộc. Ngày chào đảng 13 tháng 4 năm 1998, ngày chính thức 13 tháng 4 năm 1999, số thẻ đảng viên 960 chức vụ trong đảng, quỹ viên ban chấp hành đảng quỹ cơ quan quỹ ban dân tộc, quỹ viên quỹ ban kiểm tra, bí thư đảng quỹ học viện dân tộc. Ngài ra khỏi đảng nếu có, không. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác, công đoàn Việt Nam. Tình trạng sức khỏe tốt. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng. Bằng khen của Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh năm 2014. Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2015. Bằng khen của Bộ trưởng Chủ nhiệm Quỹ ban dân tộc năm 2017 bằng khen của Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban dân tộc năm 2020, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2010-2020 nhân dịp Đại hội dân tộc thiểu số lần thứ hai. Bằng khen của Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban dân tộc năm 2020, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của Ủy ban dân tộc giai đoạn 2016-2020. Các hình thức kỷ luật xử lý vi phạm đã bị áp dụng, đảng, chính quyền, đoàn thể không bị kỷ luật, không có án tích tóm tắt quá trình công tác. Từ tháng 10 năm 1983 đến tháng 8 năm 1987, học tại Đại học Sư phạm 1 Hà Nội, chuyên ngành toán hệ chính quy. Từ tháng 9 năm 1987 đến tháng 3 năm 1988, trợ trúc hồ sơ, sinh việc tại Cao Bằng. Từ tháng 4 năm 1988 đến tháng 1 năm 1989, giảng viên trường tại chức kinh tế kỹ thuật, Sở Giáo dục Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Từ tháng 2 năm 1989 đến tháng 1 năm 1992, cán bộ đi học, học thạc sĩ tại Đại học Sư phạm 1 Hà Nội, chuyên ngành toán hệ chính quy. Từ tháng 2 năm 1992 đến tháng 10 năm 2000, giảng viên công nghệ thông tin, cán bộ nghiên cứu giảng dạy phương pháp xã hội học, học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Từ tháng 11 năm 2000 đến tháng 8 năm 2008, giảng viên xã hội học, trung tâm điều hành thư viện điện tử, học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh từ tháng 9 năm 2008 đến tháng 11 năm 2009, giảng viên Viện Nghiên cứu Xã hội và Phát triển Đại học Hà Nội. Từ tháng 12 năm 2009 đến tháng 10 năm 2016, giảng viên chính, phó giám đốc trung tâm tinh học thư viện, kiêm giám đốc trung tâm tinh học hành chính và công nghệ thông tin, học viện hành chính quốc gia. Từ tháng 11 năm 2016 đến tháng 5 năm 2020, giảng viên cao cấp, phó giám đốc học viện dân tộc, quỹ ban dân tộc. Từ tháng 6 năm 2020 đến nay, Quỹ viên Ban chấp hành Đảng quỹ cơ quan, Quỹ ban dân tộc, Quỹ viên Quỹ ban kiểm tra, Bí thư Đảng quỹ, Chủ tịch Hội đồng Học viện dân tộc. Kính thưa các quý vị cử tri, lời đầu cho phép tôi được gửi tới các quý vị lời chào trân trọng, tình cảm thân thiết và lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất. Tôi xin được giới thiệu, tôi là Bế Trung Anh, dân tộc Tây, sinh ra và lớn lên ở Cao Bằng, một tỉnh nghèo miền núi phía Bắc. Hiện tôi là giảng viên cao cấp Đi thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện Dân tộc thuộc Ủy ban Dân tộc của Chính phủ. Thời phổ thông tôi học chuyên toán, cử nhân và thạc sĩ tôi cũng học ngành toán. Nhưng tôi muốn tìm hiểu thực tiễn cuộc sống xã hội xung quanh, nên giờ tôi trở thành phó sư tiến sĩ ngành xã hội học. Trên 30 năm công tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng, tôi trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, nhưng chủ yếu làm công tác nghiên cứu, giảng dạy tại các trường đại học, các học viện lớn như Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, tôi giảng dạy ở đây 17 năm. 7 năm giảng dạy tại Học viện Hành chính Quốc gia. Nhiều học viên của những cơ sở đào tạo bồi dưỡng này đã rất thành đạt, làm đến những chức vụ cao trong cơ quan của Đảng và Nhà nước, ở các bộ ngành, các tỉnh thành, thậm chí là ở Quốc hội. Tôi cũng là chuyên gia tư vấn cao cấp của nhiều tổ chức quốc tế về các vấn đề xã hội như y tế, giáo dục học đường, nông nghiệp nông thôn và dân tộc thiểu số. Tôi chọn Trà Vinh để ứng cử và may mắn được Hội đồng Bầu cử Quốc gia giới thiệu về tỉnh nhà theo đúng nguyện vọng. Tôi thấy rất vinh dự, nhưng kèm theo đó là trách nhiệm và thách thức. Tôi biết Trà Vinh là một tỉnh có bề dày truyền thống cách mạng, có vị trí địa chính trị quan trọng, nhiều kênh rạch bờ biển dài, ưu thế tự nhiên trao cho nơi đây vựa cây ăn trái quanh năm, đồng lúa bạt ngàn, nguồn thủy hải sản phong phú. Trà Vinh là nơi có đồng đông đồng bào Khmer sinh sống, chiếm 1/3 dân số Khmer của cả nước. 143 chùa Khmer trong toàn tỉnh khiến Trà Vinh có lợi thế lớn, đậm đà bản sắc văn hóa, tín ngưỡng của Phật giáo Nam Tông. Trà Vinh có nhiều di tích, danh lam thắng cảnh, những công trình văn hóa đã trở thành điểm đến du lịch của các khách tham quan trong và ngoài nước. Thành phố Trà Vinh cũng được biết đến là một thành phố xanh của cả khu vực miền Tây Nam Bộ. Tự hào hơn nữa về trường Đại học Trà Vinh của tỉnh nhà là trường đại học duy nhất của Việt Nam đứng thứ 86 trong top 200 trường đại học trên thế giới có ảnh hưởng và đóng góp tích cực cho cộng đồng xã hội. Qua các báo cáo của tỉnh, chúng ta hiểu rằng Trà Vinh có nhiều tiềm năng, lợi thế và đã đạt được nhiều thành tựu những chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội đáng trân trọng và đáng mừng, đáng phấn khởi trong những năm qua. Năm 2019, thực hiện nhiệm vụ của Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giao, Học viện Dân tộc của chúng tôi đã trực tiếp tham gia xây dựng đề án Chương trình Mục tiêu Quốc gia về phát triển tổng thể kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Với tư cách là lãnh đạo học viện, lại là chuyên gia tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho đề án, tôi rất chú ý đến các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào y tế và giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tôi hiểu rằng chỉ có công nghệ thông tin ứng dụng một cách triệt để thì việc mà gần gũi giữa nông thôn và thành thị sẽ trở nên hiện thực hơn. Tôi cũng hiểu an sinh xã hội Trà Vinh sẽ thực sự được khởi sắc nếu thực hiện tốt chương trình này. Với thực trạng kinh tế xã hội, thành phần dân tộc địa bàn gồm nhiều xã đặc biệt khó khăn, có những xã là xã an toàn khu. Thì đương nhiên Trà Vinh là một tỉnh điển hình, trọng điểm của đồng bằng sông Cửu Long được ưu tiên để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nói trên. Trong bối cảnh như vậy, khi được cử tri từ nhà tín nhiệm bầu trúng cử đại hội đại biểu quốc hội, tôi sẽ dành hết trí tuệ và tâm lực và chương trình hành động với 4 điểm chính sau đây. Thứ nhất, gắn bó sâu sát và thường xuyên với cử tri tỉnh nhà, đặc biệt là cử tri của đơn vị bầu cử qua đó hiểu đúng và phản ánh kịp thời trung thực những tâm tư chăn trở, những nguyện vọng chính đáng, những sáng kiến mới mẻ của cử tri với quốc hội, với lãnh đạo đảng và nhà nước là cầu nối giữa quốc hội và nhân dân, là tiếng nói của nhân dân, tiếng nói của cử tri. Thứ hai, xây dựng và giám sát thi hành luật pháp với vai trò là một đại biểu dân bầu, tôi sẽ tham gia đầy đủ, có trách nhiệm, hiệu quả các hoạt động lập pháp. Thông qua hoạt động giám sát của quốc hội, tôi sẽ nghiên cứu, chọn lọc và đưa ra các ý kiến kiến nghị của cử tri của địa phương vào các đạo luật và nghị quyết để Quốc hội xem xét ban hành nhằm nâng cao chất lượng tính khả thi của luật phù hợp với thực tiễn đời sống nhân dân tỉnh nhà cũng như của cả nước. Thứ ba, quyết định những vấn đề quan trọng, tôi sẽ tích cực tham gia cùng đoàn đại biểu Quốc hội các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiến nghị đề xuất với Quốc hội, chính phủ các bộ ngành trung ương có ý kiến vào những vấn đề quan trọng của đất nước cũng như của tỉnh nhà phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương thứ tư tích cực góp phần xây dựng trà vinh phát triển bền vững trong đó chú trọng đến an sinh xã hội sẵn có các mối quan hệ công việc với cơ quan trung ương các bộ ban ngành của chính phủ từ khi còn là giảng viên ở hai học viện lớn cùng với lợi thế không nhỏ là công tác tại ủy ban dân tộc nơi cơ quan là cơ quan chủ trì thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nói trên tôi kiên định đề xuất và thực sự tin rằng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn với mục tiêu cụ thể là cải thiện hỗ trợ các dịch vụ y tế giáo dục thể hiện rõ nét trong chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách hỗ trợ tôn tạo, tu bổ chùa Khmer, nơi chứa đựng các giá trị tinh thần, các đặc trưng văn hóa, các tri thức của người dân Khmer Nam Bộ, nhằm giữ gìn và bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa đậm đà với tinh thần thống nhất trong đa dạng. Rất mong sự tín nhiệm ủng hộ của toàn thể cử tri để tôi có thể trở thành đại biểu quốc hội. Đó là cơ hội tốt để tôi thực hiện bản kế hoạch này đạt kết quả cao nhất. Xin trân trọng cảm ơn các quý vị. Họ và tên Thường Trùng, Ngô Chí Cường. Họ và tên Khai Sinh, Ngô Chí Cường. Ngày tháng năm sinh, 11 tháng 9 năm 1967, giới tính Nam, quốc tịch. Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. Nơi đăng ký khai sinh, phường Mỹ Tiền, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh quê quán xã Nguyệt Quá, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, nơi đăng ký thường trú 159 đường Trương Văn Kỉnh, khóm 1, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Nơi ở hiện nay 159 đường Trương Văn Cảnh, khóm 1, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Căn cước công dân 0840670000092. Ngày cấp 23 tháng 1 năm 2021, cơ quan cấp Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội, dân tộc, kinh, tôn giáo không, trình độ, giáo trực phổ thông 12 trên 12 phổ thông chuyên môn kịp vụ, cử nhân kinh tế chính trị, cử nhân hành chính học, lý luận chính trị cao cấp, ngoại cử, tiểu học cử nhân Khmer. Nghề kịp hiện nay, cán bộ, chức vụ trong cơ quan tổ chức đơn vị đang công tác, bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu quốc hội khóa 14 đơn vị tỉnh Trà Vinh, nơi công tác tỉnh ủy Trà Vinh. Ngày vào đảng, ngày 24 tháng 5 năm 1992, ngày chính thức, ngày 24 tháng 5 năm 1993, số thẻ đảng viên 63122609 chức vụ trong đảng, ủy viên ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam, bí thư tỉnh ủy trà vinh, tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể, tên tổ chức đoàn thể, công đoàn văn phòng tỉnh Quỹ trà vinh, chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể, đoàn viên công đoàn, tình trạng sức khỏe tốt, các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng, quân chương lao động hạng nhất năm 2021, các hình thức kỷ luật xử lý vi phạm đã bị áp dụng, đảng, chính quyền, đoàn thể không bị kỷ luật, không có án tích, là đại biểu quốc hội, đại biểu quốc hội khóa 14, là đại biểu hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 8 nhiệm kỳ 2011-2016 và khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021. Tóm tắt quá trình công tác: từ tháng 5 năm 1985 đến tháng 10 năm 1985, cán bộ văn phòng quỹ ban nhân dân thị xã Trà Vinh. Từ tháng 11 năm 1985 đến tháng 11 năm 1989, học cử nhân kinh tế chính trị thuộc Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 12 năm 1989 đến tháng 8 năm 1992, chuyên viên văn phòng quỹ ban nhân dân thị xã Trà Vinh. Từ tháng 9 năm 1992 đến tháng 12 năm 1994, chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh. Từ tháng 1 năm 1995 đến tháng 8 năm 1999, phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh. Từ tháng 9 năm 1999 đến tháng 4 năm 2005, trưởng phòng Tổ chức cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh. Từ tháng 5 năm 2005 đến tháng 10 năm 2005, phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh từ tháng 11 năm 2005 đến tháng 9 năm 2010, tỉnh ủy viên, phó trưởng ban thường trực ban tổ chức tỉnh ủy Trà Vinh. Từ tháng 10 năm 2010 đến tháng 12 năm 2010, ủy viên thư Thường trực tỉnh ủy, phó trưởng ban thường trực ban tổ chức tỉnh ủy Trà Vinh. Từ tháng 1 năm 2011 đến tháng 4 năm 2012, ủy viên Thường trực tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Trà Vinh. Từ tháng 5 năm 2012 đến tháng 4 năm 2014, ủy viên Thường trực tỉnh ủy, bí thư thành ủy Trà Vinh. Từ tháng 5 năm 2014 đến tháng 5 năm 2016, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh. Từ tháng 6 năm 2016 đến tháng 9 năm 2020, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa 14 đơn vị tỉnh Trà Vinh. Từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 1 năm 2021, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa 14 đơn vị tỉnh Trà Vinh. Từ tháng 2 năm 2021 đến nay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa 14 đơn vị tỉnh Trà Vinh kính thưa quý cử tri và các đồng chí thân mến. Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn quý cử tri và các đồng chí đã dành thời gian để lắng nghe tôi trình bày chương trình hành động tham gia ứng cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh. Tôi với trách nhiệm là ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, được Bộ Chính trị, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là niềm vinh dự và cũng là một trọng trách lớn trước đảng bộ, trước nhân dân tỉnh nhà. Bản thân tôi nguyện sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, kiên quyết, kiên trì, phấn đấu, nỗ lực hết mình vì sự lớn mạnh và phát triển của Trà Vinh. Với mục tiêu đạt được là đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng tốt hơn. Trong nhiệm kỳ 2021-2026, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh đã có những định hướng mục tiêu với nhiệm vụ hết sức to lớn là Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025 là tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực đồng bằng sông Cửu Long trước năm 2030 với trách nhiệm là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, được cử tri tín nhiệm là đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi sẽ có nhiều thuận lợi trong gắn kết trách nhiệm để nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt mục tiêu chung của tỉnh với một số nhiệm vụ trọng tâm như sau. Một là tiếp tục lãnh đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất kinh doanh cải thiện tốt môi trường đầu tư tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư trong nhà ngoài nước đến tìm hiểu cơ hội và đầu tư phát triển kinh tế văn hóa xã hội du lịch của tỉnh qua đó tạo việc làm cho người lao động tăng thu nhập đời sống của nhân dân nâng lên xóa hộ nghèo cận nghèo tăng hộ trung bình hộ khá giàu hai là lãnh chỉ đạo để ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án có tác động rộng lớn đến đời sống của nhân dân như hệ thống cống bơm trữ nước ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp đặc biệt là cống trạm bơm điện trên kênh 3 tháng 2 nhằm giải quyết căn cơ vấn đề thiếu nước ngọt cho huyện trà cú huyện châu thành một phần huyện cầu ngang huyện duyên hải và cung cấp nước ngọt cho nhà máy nhiệt điện Duyên Hải. Đồng thời, chỉ đạo nghiên cứu xây dựng hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng giao thông nội tỉnh, đáp ứng nhu cầu phát triển của các địa phương và kết nối dùng trong khu vực. Ba là tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết các dân tộc, đoàn kết lương giáo, quan tâm chỉ đạo đầu tư cho dùng khó khăn, dùng có đông đồng bào dân tộc Khmer, các xã đảo tập trung các nguồn lực để xây dựng hoàn thành nông thôn mới, nhất là thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. Tập trung giải quyết cho hộ gia đình chính sách có khó khăn về nhà ở cơ bản xong trong năm 2021 và cho hộ nghèo cận nghèo trong năm 2022. Tiếp tục lãnh chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chính sách hiện có của Hội đồng nhân dân tỉnh, của Quốc hội nhất là những chính sách tác động trực tiếp đến sản xuất, đời sống của nhân dân. Đồng thời, đề xuất ban hành những chính sách mới phù hợp, hỗ trợ người dân, qua đó thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh phát triển. Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng dịch vụ y tế, tập trung phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc triển khai thực hiện tốt công tác an sinh xã hội bảo trợ xã hội hướng đến mục tiêu không để bất kỳ người dân nào thiếu ăn không để bất kỳ trẻ em trong độ tuổi đến trường phải nghỉ học vì điều kiện kinh tế khó khăn và không để bất kỳ người dân nào bị bệnh mà không được chữa trị bốn là đề xuất trung ương một số cơ chế đặc thù hỗ trợ nguồn lực cho tỉnh để phát triển nhanh kinh tế biển nhất là năng lượng tái tạo, một số công trình trọng điểm của tỉnh như khu kinh tế Định An, cảng tổng hợp. Tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng khai thác bền vững và phát huy các tiềm năng thế mạnh của tỉnh. Chú trọng ứng dụng và đầu tư khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đẩy kinh tế tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững. Năm là thường xuyên tiếp xúc lắng nghe ý kiến của nhân dân tập trung lãnh chỉ đạo giải quyết những vấn đề hiện nay nhân dân có nhiều lo lắng bức xúc ảnh hưởng đến đời sống sản xuất việc làm sức khỏe an toàn của người dân như biến đổi khí hậu dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp chất lượng giáo dục đào tạo chưa cao chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu tuyển dụng lao động ngày càng cao an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, trật tự xã hội vi phạm ngày càng tăng. Ma túy, trộm cắp, tín dụng đen, tham nhũng, lãng phí, vân vân. Với cương vị công tác của mình, tôi sẽ nỗ lực quyết tâm lãnh chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, tập trung khắc phục những việc nhân dân còn lo lắng, bức xúc, tiếp tục gương mẫu và tuyên truyền giáo dục về đạo đức, xây dựng đoàn kết kỷ cương cho đội ngũ cán bộ đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân giữ vững an ninh quốc phòng củng cố nâng cao niềm tin của nhân dân đối với đảng nhà nước để nhân dân yên tâm sản xuất kinh doanh sống trong một môi trường yên bình hạnh phúc xin trân trọng kính chào Họ và tên thường dùng: Quỳnh Thị Hằng Nga. Họ và tên khai sinh: Quỳnh Thị Hằng Nga. Ngày tháng năm sinh: 28 tháng 8 năm 1982. Giới tính: Nữ. Quốc tịch: Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. Nơi đăng ký khai sinh: Phường 5, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Quê quán: Xã Đông Châu, huyện Trà Cố, nay là huyện Cương Hải, tỉnh Trà Vinh nơi đăng ký thường trú 449 trên 33 đường Dương Quang Đông, khóm 4, phường 5, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Nơi ở hiện nay 449 trên 33 đường Dương Quang Đông, khóm 4, phường 5, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Số chứng minh nhân dân hộ chiếu căn cứ công dân 334 179 962, ngày cấp 26 tháng 3 năm 2020, cơ quan cấp Công an tỉnh Trà Vinh. Dân tộc Khmer, tôn giáo không. Trình độ giáo dục phổ thông 12 trên 12 phổ thông chuyên môn nghiệp vụ, cử nhân hành chính, cử nhân luật, học vị, thạc sĩ luật hiến pháp và luật hành chính, lý luận chính trị cao cấp, ngoại ngữ B1 tiếng Anh, cấp 1 ngữ văn Khmer. Nghề nghiệp hiện nay cán bộ, chức vụ trong cơ quan tổ chức đơn vị đang công tác, bí thư, nơi công tác, quyền quỹ Càng Long. Ngày chào đảng, ngày 10 tháng 6 năm 2004. Ngày chính thức, ngày 10 tháng 6 năm 2005. Số thẻ đảng viên 63019924. Chức vụ trong đảng, bí thư. Ngày ra khỏi đảng, nếu có, không tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể đoàn viên tên tổ chức đoàn thể công đoàn chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể không tình trạng sức khỏe tốt các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng không các hình thức kỷ luật xử lý vi phạm đã bị áp dụng đảng chính quyền đoàn thể không bị kỷ luật không có án tích tóm tắt quá trình công tác từ tháng 10 năm 2002 đến tháng 5 năm 2004, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Phường Chính, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, từ tháng 6 năm 2004 đến tháng 12 năm 2006, Bí thư Đoàn Thanh niên phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, Đảng ủy viên, Đảng ủy phường 9, Phó Bí thư chi bộ quân sự, ủy viên Ban chấp hành thị đoàn Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Từ tháng 1 năm 2007 đến tháng 3 năm 2007, ủy viên Ban chấp hành thị đoàn Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Từ tháng 4 năm 2007 đến tháng 8 năm 2010, Phó Bí thư thành đoàn Trà Vinh, Chủ tịch Hội đồng đội thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh từ tháng 9 năm 2010 đến tháng 8 năm 2011, Quỹ viên Ban chấp hành tỉnh đoàn Trà Vinh, Phó ban Thanh Thiếu Nhi Trường Học. Từ tháng 5 năm 2011, Quỹ viên Thường vụ tỉnh đoàn Trà Vinh. Từ tháng 9 năm 2011 đến tháng 8 năm 2012, Quỹ viên Thường vụ tỉnh đoàn, Tránh văn phòng tỉnh đoàn Trà Vinh, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở tỉnh đoàn, Chi quỹ viên Chi bộ Cơ quan tỉnh đoàn, Quỹ viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh. Từ tháng 9 năm 2012 đến tháng 6 năm 2013, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Phó Bí thư chi bộ, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Tỉnh đoàn, Ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh. Từ tháng 7 năm 2013 đến tháng 12 năm 2013, Phó Bí thư, thực hiện nhiệm vụ Bí thư Tỉnh đoàn Trà Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh. Từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 6 năm 2019, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Trà Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh. Từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 6 năm 2020, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Trà Vinh, Bí thư tỉnh Đoàn Trà Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh. Từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 10 năm 2020, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Trà Vinh, Bí thư Huyện ủy Càng Long. Từ tháng 11 năm 2020 cho đến nay, Bí thư Huyện ủy Càng Long. Kính thưa quý vị cử tri, Tôi được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh và cử tri nơi cư trú giới thiệu tôi ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là niềm vinh dự đối với bản thân và đơn vị nơi tôi đang công tác. Tôi nhận thức được vai trò của người đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước. Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, thực hiện chức năng lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, giám sát tối cao đối với các hoạt động của nhà nước. Nếu được cử tri, tín nhiệm, bầu tôi làm đại biểu quốc hội, tôi sẽ tập trung thực hiện chương trình hành động cụ thể như sau. Một là tham gia đầy đủ và trách nhiệm các kỳ họp của quốc hội, tích cực đóng góp các ý kiến vào các vấn đề đặt ra trong chương trình của mỗi kỳ họp. Trên cơ sở thực tiễn và ý kiến của cử tri sẽ kiến nghị đối với tỉnh quỹ, quốc hội, nhằm thực hiện tốt hơn những chủ trương chính sách về phát triển kinh tế văn hóa xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh đặc biệt là những chủ trương chính sách mà hiện nay cử tri đang quan tâm như chính sách về liên kết sản xuất tạo đầu ra cho các mặt hàng nông sản khai thác tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế biển chính sách về thích ứng với biến đổi khí hậu phòng chống xâm nhập mặn vấn đề bảo vệ môi trường về chuyển đổi số chính sách dân tộc tôn giáo các chính sách đối với người có công chính sách tiền lương cho cán bộ công chức viên chức nhất là đối với cán bộ cấp cơ sở chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ dự bị động viên chính sách đối với người cao tuổi người tàn tật thanh niên nhất là chính sách đối với phụ nữ và trẻ em nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong xây đựng, dựng đời sống văn hóa chăm lo hạnh phúc gia đình tạo điều kiện để phụ nữ thực hiện quyền bình đẳng và phát triển bản thân sẽ tích cực góp sức cùng các cơ quan trong tỉnh, tranh thủ sự ủng hộ, hỗ trợ của các cơ quan trung ương nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh Trà Vinh cho đầu tư phát triển nhằm góp phần nâng cao chất lượng sống tốt hơn cho người dân của Trà Vinh và nhân dân Việt Nam. Thứ hai, thường xuyên tiếp xúc cử tri, lắng nghe, chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của các cử tri phản ánh kịp thời đến Quốc hội những tâm tư, nguyện vọng, ý kiến đóng góp chính đáng của cử tri, mạnh dạng góp ý và chất vấn đối với các chính sách chưa rõ ràng, còn chồng chéo, chưa phù hợp với thực tiễn xã hội. Từ đó, đề xuất, kiến nghị, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cho phù hợp với thực tiễn cuộc sống của nhân dân, nhằm bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền bình đẳng giới, quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng, thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh Trà Vinh và các địa phương và quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. Thứ ba, đề xuất dưới quốc hội giám sát có hiệu quả việc tương theo hiến pháp, luật, các nghị quyết của quốc hội, của các cơ quan nhà nước nhằm đảm bảo cho sự công bằng liên quan đối với quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, đặt ra các mục tiêu giám sát trọng tâm để đem lại lợi ích thiết thực và tốt nhất cho cộng đồng, đặt ra các vấn đề cần phản ánh đối với các bộ, ngành, các đơn vị có liên quan, nhằm mong muốn giải quyết dứt điểm những tồn tại mà cử tri phản ánh có ảnh hưởng đến đời sống của người dân và của xã hội. Bốn là bản thân sẽ luôn không ngừng rèn luyện, học tập, tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất của một đại biểu nhân dân, một cán bộ đảng viên, tích cực, nghiên cứu để tham gia ý kiến ở các diễn đàn của Quốc hội, góp phần mang lại những lợi ích thiết thực, phục vụ cho đời sống của nhân dân, hướng đến xây dựng trà dinh ngày càng phát triển, đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xứng đáng là người đại biểu của nhân dân kính thưa quý cử tri đối với tôi được làm ứng cử đại biểu quốc hội không những là vinh dự mà còn là trách nhiệm trước đảng bộ chính quyền và nhất là trước quý cử tri tôi rất mong muốn nhận được sự tín nhiệm của quý cử tri nhằm giúp tôi có điều kiện mang những kiến thức năng lực và tâm quyết của mình để làm tốt nhất nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân tôi xin chân thành cảm ơn quý cử tri đã quan tâm theo dõi chương trình hành động của tôi. Tôi xin kính chúc quý cử tri luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Họ cho tên thường dùng Nguyễn Trọng Nghĩa. Họ cho tên khai sinh Nguyễn Trọng Nghĩa. Ngày tháng năm sinh 20 tháng 9 năm 1984. Giới tính nam. Quốc tịch chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. Nơi đăng ký khai sinh: xã Đại Phúc, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Quê quán: xã Đại Phúc, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Nơi đăng ký thường trú: ấp Kinh ngay, xã Đại Phúc, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Nơi ở hiện nay: nhà công vụ, khóm 1, phường 5, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Số chứng minh nhân dân, hộ chiếu, căn cứ công dân: 334-241-737. Ngày cấp: 7 tháng 6 năm 2012. Cơ quan cấp: Công an tỉnh Trà Vinh. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Trình độ: giáo dục phổ thông tốt nghiệp 12 trên 12 phổ thông, Trung môn nghiệp vụ, cưỡng chân hành chính, lý luận chính trị cao cấp, ngoại ngữ B1 anh văn, nghề nghiệp hiện nay, viên chức, chức vụ trong cơ quan tổ chức đơn vị công tác, phó chủ tịch, nơi công tác, hội văn học nghệ thuật tỉnh trà vinh, ngày giao đảng 25 tháng 6 năm 2005, ngày chính thức 25 tháng 6 năm 2006, số thẻ đảng viên 63022467, chức vụ trong đảng đảng viên, tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể, công đoàn, tên tổ chức đoàn thể công đoàn cơ sở hội văn học nghệ thuật tỉnh trà vinh chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể chủ tịch tình trạng sức khỏe tốt các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ do ban chấp hành trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh cấp ngày 4 tháng 5 năm 2020. Bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam về việc hoàn thành xuất sắc công tác hội và phong trào thanh niên năm 2017, số 320 QĐ trên KT gạch TWH, ngày 6 tháng 1 năm 2018 bằng khen của chủ tịch quỹ ban nhân dân tỉnh trà vinh về việc trưởng ban phong trào tỉnh đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm 2017-2018 số 890 trên quy đề gạch UBND ngày 21 tháng 5 năm 2019 bằng khen của chủ tịch quỹ ban nhân dân tỉnh trà vinh về việc phó chủ tịch thường trực hội liên hiệp thanh niên việt nam tỉnh trà vinh khóa năm đã hoàn thành xuất sắc công tác hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014-2019 số 1974 trên quy gạch ubnd ngày 1 tháng 10 năm 2019 bằng khen của ban bí thư trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh về việc khen thưởng cá nhân có đóng góp tích cực trong việc phòng chống dịch bệnh covid-19 số 560 quy đề trên twdtn ngày 19 tháng 1 năm 2020. Các hình thức kỷ luật xử lý vi phạm đã bị áp dụng, đảng, chính quyền, đoàn thể, không bị kỷ luật, không có án tích. Là đại biểu Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Đại Phúc, quyền Càng Long, tỉnh Trà Chinh, nhiệm kỳ 2011-2016. Tóm tắt quá trình công tác, tháng 11 năm 2003 đến ngày 30 tháng 8 năm 2010. Công chức văn phòng thống kê đảng quỹ Đại Phúc, huyện Càng Long, tỉnh Trà Chinh. Ngày 10 tháng 7 năm 2018, đảng quỹ viên nhiệm kỳ 2005-2010, công chức văn phòng thống kê đảng quỹ Đại Phúc. Ngày 20 tháng 5 năm 2010, tái đắc cử đảng quỹ viên nhiệm kỳ 2010-2015, công chức văn phòng thống kê đảng quỹ Đại Phúc. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2010 đến ngày 30 tháng 4 năm 2013, đảng quỹ viên bí thư xã đoàn Đại Phúc, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Ngày 20 tháng 5 năm 2011, đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Đại Phúc, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2011-2016 từ ngày 1 tháng 5 năm 2013 đến ngày 30 tháng 8 năm 2014, đảng ủy viên, phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân xã Đại Phúc, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Phó bí thư chi bộ khối chính quyền nhiệm kỳ 2012-2013, tháng 9 năm 2014 đến tháng 10 năm 2014, cán bộ văn phòng tỉnh đoàn Trà Vinh. Tháng 11 năm 2014 đến tháng 4 năm 2016, ủy viên ban chấp hành tỉnh đoàn Trà Vinh, chánh văn phòng tỉnh đoàn. Tháng 5 năm 2016 đến tháng 8 năm 2016, ủy viên thường vụ tỉnh đoàn Trà Vinh, chánh văn phòng tỉnh đoàn tháng 9 năm 2016 đến tháng 5 năm 2020, Quỹ viên Thường vụ tỉnh đoàn Trà Vinh, trưởng ban đoàn kết tập hợp thanh niên, nay là ban phong trào tỉnh đoàn, kiêm phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Trà Vinh. Từ ngày 8 tháng 5 năm 2020 đến nay, phó chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý bà con cử tri thân mến. Tôi tên là Nguyễn Trọng Nghĩa, sinh năm 1984, hiện công tác tại Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Trà Vinh, chức vụ phó chủ tịch là một cán bộ lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật trực tiếp là lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật. Tôi nhận thấy thứ nhất, thời gian qua, Đảng, nhà nước đã ban hành nhiều và khá đầy đủ các văn bản chỉ đạo, định hướng xây dựng phát triển con người Việt Nam, nền văn hóa Việt Nam, hoạt động văn học nghệ thuật Việt Nam. Từ đó cơ bản chúng ta đã có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Hoạt động văn học nghệ thuật là tinh hoa của văn hóa chức năng tuyên truyền phổ biến về cái đẹp, cái tốt, cái có ích trong cuộc sống, định hướng dư luận xã hội và xu thế phát triển của xã hội của văn học nghệ thuật ngày càng giúp ích nhiều hơn cho bà con nhân dân của chúng ta. Thứ hai, tư duy về đầu tư cho văn hóa và đầu tư cho hoạt động văn học nghệ thuật là đầu tư cho con người và đầu tư cho phát triển ngày càng được hoàn thiện hơn, thể hiện qua việc tăng tổng chi ngân sách nhà nước hàng năm cho hoạt động văn hóa và hoạt động văn học nghệ thuật. Từ đó, văn hóa và hoạt động văn học nghệ thuật phát triển song hành cùng với việc phát triển kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng, đáp ứng được nhu cầu về nhận thức, thẩm mỹ, giải trí cho nhân dân trong tình hình mới. Tuy nhiên, với yêu cầu ngày càng cao về vai trò của văn hóa và hoạt động văn học nghệ thuật trong tình hình mới, đòi hỏi đảng, nhà nước, quốc hội cần thiết phải tiếp tục hành động cụ thể như sau. Tiếp tục đề ra những chủ trương, giải pháp thực hiện để giữ vững nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Hòa nhập nhưng không hòa tan, trước xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng như hiện nay. Tập hợp những ý kiến của nhân dân, trao đổi tại diễn đàn quốc hội để đề xuất phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật để bảo tồn, giữ gìn và phát huy những nét đẹp văn hóa đặc trưng của từng dân tộc anh em ví dụ như, như là loại hình nghệ thuật đàn ca tài tử, loại hình nghệ thuật sân khấu dù kê, phong tục tốt đẹp của các lễ hội các dân tộc. Tạo mối quan hệ về cơ chế, điều kiện, phát huy, hiệu quả và hài hòa giữa du lịch, giải trí, ẩm thực và văn học nghệ thuật, phong tục tập quán của từng vùng, từng miền, từng dân tộc. Xác định đầu tư đúng hướng và phát triển các lĩnh vực văn hóa mũi nhọn, tạo nên thương hiệu và nét đẹp riêng, đặc sắc và độc đáo của nền văn hóa Việt Nam nói chung, văn hóa, văn học nghệ thuật từng dùng miền nói riêng, trong đó có Trà dinh thân yêu của chúng ta. Đó chính là thực trạng mà bản thân tôi thấy được và mong muốn được góp phần cùng chung tay thực hiện trong thời gian tới. Tôi lớn lên từ quê hương Trà Vinh, đi học, công tác và làm lãnh đạo của Ủy ban dân cấp xã, làm cán bộ tỉnh đoàn, làm lãnh đạo của mảng văn hóa, văn học nghệ thuật và hiện nay đang trực tiếp là một văn nghệ sĩ đang hoạt động và sáng tác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Bản thân tôi đang theo học lớp chuyên môn là thạc sĩ luật hành chính và luật hiến pháp, được mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh và quỹ ban bầu cử tỉnh hiệp thương giới thiệu. Tôi xét thấy mình đủ điều kiện để làm người đại biểu quốc hội. Nếu được tín nhiệm trúng cử vào đại biểu quốc hội khóa 15, tôi sẽ có nhiều điều kiện để đóng góp cho đất nước và cho quốc hội. Tôi xin hứa sẽ cố gắng quyết tâm hết sức mình để thực hiện tốt việc cụ thể hóa các tâm tư, nguyện vọng của quý bà con cử tri trong việc đáp ứng ngày càng cao nhu cầu hưởng thụ về tinh thần. Phát triển nền văn hóa, văn học nghệ thuật tỉnh Trà Vinh nói riêng và cả nước nói chung vững chắc và đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Xin cảm ơn quý bà con cử tri. Họ và tên Thường Trùng, Võ Minh Nhật. Họ và tên Khai Sinh, Võ Minh Nhật. Ngày tháng năm sinh, ngày 8 tháng 9 năm 1985. Giới tính, Nam. Quốc tịch, chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. Nơi đăng ký khai sinh, xã Phong Thạnh, quyền Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Quê quán xã Phong Thạnh, quyền Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Nơi đăng ký thường trú khóm 1, phường 6, thành phố Trà Vinh. Nơi ở hiện nay khóm 1, phường 6, thành phố Trà Vinh. Số chứng minh nhân dân, hộ chiếu, căn cứ công dân 334-236-007, ngày cấp 14 tháng 9 năm 2015, cơ quan cấp Công an tỉnh Trà Vinh, dân tộc Kinh, tôn giáo không, trình độ giáo dục phổ thông 12 trên 12 phổ thông, chuyên môn kịp vụ, cử nhân quản lý kinh tế, kỹ sư tình học, lý luận chính trị cao cấp, ngoại ngữ B1 Anh Văn, nghề kịp hiện nay cán bộ, chức vụ trong cơ quan tổ chức đơn vị công tác, phó bí thư tỉnh đoàn, nơi công tác tỉnh đoàn Trà Vinh. Ngày vào đảng 2 tháng 8 năm 2008, Ngày chính thức 2 tháng 8 năm 2000, 2009. Số thẻ đảng viên 63027052. Chức vụ trong đảng: Phó bí thư chi bộ cơ quan tỉnh Đoàn. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, chức vụ Ủy viên Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Trà Vinh. Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam, chức vụ Ủy viên Trung ương Hội, Trưởng ban liên lạc Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Trà Vinh. Công đoàn, chức vụ Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn viên chức tỉnh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở tỉnh Đoàn. Tình trạng sức khỏe: các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng không có các hình thức kỷ luật xử lý vi phạm đã bị áp dụng không bị kỷ luật không có án tích là đại biểu quốc hội khóa nếu có không có là đại biểu hội đồng nhân dân nếu có không có tóm tắt quá trình công tác từ tháng 3 năm 2009 đến tháng 6 năm 2011 chuyên viên ban tuyên giáo tỉnh đoàn trà vinh từ tháng 7 năm 2011 đến tháng 10 năm 2012 quỹ viên ban chấp hành tỉnh đoàn phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh đoàn trà vinh từ tháng 11 năm 2012 đến tháng 4 năm 2015, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh đoàn, trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh đoàn Trà Vinh. Từ tháng 5 năm 2015 đến tháng 7 năm 2017, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh đoàn Trà Vinh, bí thư đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh. Từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 9 năm 2018, phó bí thư tỉnh đoàn Trà Vinh, chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Trà Vinh, ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh khóa 8, trưởng ban liên lạc cựu thanh niên xung phong tỉnh Trà Vinh, chủ tịch công đoàn cơ sở tỉnh đoàn Trà Vinh. Từ tháng 10 năm 2018 đến nay, phó bí thư tỉnh đoàn Trà Vinh, phó bí thư chi bộ cơ quan tỉnh đoàn Trà Vinh, ủy viên trung ương hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, chủ tịch hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Trà Vinh, ủy viên trung ương hội cựu thanh niên xung phong Việt Nam, trưởng ban liên lạc cựu thanh niên xung phong tỉnh Trà Vinh, ủy viên quỹ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh khóa 8 đến tháng 5 năm 2019, ủy viên ban chấp hành công đoàn viên chức tỉnh, chủ tịch công đoàn cơ sở tỉnh đoàn Trà Vinh. Kính thưa các cô, bác, anh chị em cử tri kính mến. Tôi tên là Võ Minh Nhật, sinh năm 1985, quê quán xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, cư trú tại khóm 1, phường 6, thành phố Trà Vinh. Hiện nay công tác tại tỉnh đoàn, giữ chức vụ Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý vị cử tri. Theo hiến pháp năm 2013 quy định Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của nhà nước. Bản thân tôi luôn tự hào khi được sinh ra, học tập và công tác trên quê hương Trà Vinh anh hùng, tươi đẹp. Nếu được các cô, bác, anh chị em cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội ngoài nhiệm vụ chung của một đại biểu quốc hội theo quy định tôi sẽ nỗ lực tập trung thực hiện tốt những công việc như sau thứ nhất trách nhiệm đầu tiên của người đại biểu quốc hội là phải gần dân hiểu dân phản ánh đúng thực tế đời sống của nhân dân tôi sẽ thường xuyên lắng nghe tâm tư nguyện vọng và cả ý kiến góp ý phê bình của cử tri để kịp thời phản ảnh và đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các kiến nghị của cử tri đặc biệt là các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của địa phương, về bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, nâng cao các chế độ chính sách đối với người có công, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ấp khóm, chăm lo đời sống, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc, trong đó có dân tộc Khmer về bình đẳng giới. Thứ hai là tích cực đóng góp, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, tham gia giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, đồng thời đấu tranh quyết liệt với những tồn tại hạn chế đã và đang cản trở sự phát triển của đất nước như nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tình trạng ô nhiễm môi trường về mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Thứ ba là giới trách nhiệm là Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh. Tôi sẽ tham mưu các giải pháp để tạo môi trường phát triển toàn diện cho đoàn viên, hội viên và thanh thiếu nhi, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan đến học tập, nghề nghiệp, việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp, xây dựng những không gian văn hóa, vui chơi, lành mạnh trên thực tế và trên mạng Internet để góp phần hạn chế tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật xa vào các tệ nạn xã hội, tình trạng bạo lực học đường, đuối nước và xâm hại trẻ em. Thứ tư là tham gia tích cực, đầy đủ các phiên họp toàn thể của Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội, tích cực tham gia vào quá trình đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của quốc hội đồng thời không ngừng rèn luyện học tập nâng cao trình độ năng lực để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu quốc hội không phụ lòng tin và sự ủng hộ của cử tri tỉnh nhà là một người cán bộ đoàn tôi nguyện sẽ tiếp tục tận tụy quyết liệt sáng tạo hăng hái thực hiện nhiệm vụ với trách nhiệm cao nhất để phục vụ nhân dân góp phần thực hiện mục tiêu đưa Trà Vinh trở thành tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025 và phát triển kinh tế xã hội thuộc nhóm đầu của đồng bằng sông Cửu Long trước năm 2030. Kính chúc toàn thể quý cử tri và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin cảm ơn và trân trọng kính chào.